Chào mừng tất cả các em đã đến với môn tin học 6 của trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Các em quan sát cho cô có hai văn bản ở hình 1, hình 2. Bây giờ cô muốn tìm tên một bạn có điểm môn ngữ văn cao nhất, thì theo em văn bản ở hình nào cô sẽ tìm nhanh hơn? À, như vậy là văn bản ở hình 2 cô dễ dàng tìm được bạn Phùng Chí Hào có điểm ngữ văn cao nhất, đó là 9. Ở hình 1 cô sẽ tìm lâu hơn một chút. Như vậy là nội dung trình bày dưới dạng bảng thì giúp các em dễ hiểu hơn, dễ so sánh hơn và trình bày được cô đọng hơn. Vậy thì cách trình bày nội dung vào bảng được thực hiện như thế nào? Cô cùng các em tìm hiểu bài học hôm nay, chủ đề trình bày cô đọng bằng bảng. Nội dung của bài học gồm có tạo bảng, thay đổi độ rộng của cột, độ cao của hàng, chèn thêm hàng hoặc cột, xóa hàng hoặc cột và cuối cùng là bài tập vận dụng. Cô cùng các em tìm hiểu phần 1 nhỏ, tạo bảng. Để tạo được bảng thì các em chọn cho cô lệnh table trên giải lệnh insert. Sau đó các em kéo thả chuột để chọn số hàng, số cột cho bảng. Các em quan sát cô thực hiện. Ví dụ cô muốn tạo một bảng có số cột là 4, số hàng là 3. Cô thực hiện như sau. Cô vào Insert, chọn Table. Thì các em chú ý cho cô bảng Insert Table. Khi cô đưa con trỏ chuột xuống một ô đầu tiên, chúng ta thấy có 1 x 1, có nghĩa là một cột, một hàng. Cô rê con chuột sang bên tay phải, chúng ta thấy số cột được tăng lên. Rê sang bên trái, số cột được giảm đi. 4 có nghĩa là 4 cột. Cô rê tiếp con trỏ chuột xuống phía dưới, chúng ta thấy tăng lên, số hàng sẽ tăng lên từ 2 lên 3, như vậy là 3 hàng. 4 x 3 có nghĩa là tạo bảng có 4 cột và 3 hàng. Sau khi chọn xong rồi, cô nháy chuột bỏ tay ra là cô đã tạo xong một bảng 4 cột, 1, 2 cột, 3 cột và 4 cột, 1, 2, 3, 3 hàng. Và giao giữa các cột và hàng thì được gọi là ô. Đây là một ô. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai, cô cũng vào Insert, chọn Table, chọn Insert Table. Cô gõ số cột. Ví dụ 7 cột, cô gõ số hàng. Hoặc là cô nháy vào mũi tên để cô chọn số hàng 5 hàng, nhấn OK. Như vậy đó là cách thứ hai. Rồi, vậy thì muốn gõ nội dung vào trong bảng chúng ta thực hiện như thế nào? Các em đưa con trỏ chuột vào, nhấn chuột vào ô đó và chúng ta gõ. Ví dụ họ và tên. Và các nội dung trong bảng này các em được định dạng thay đổi chỉnh sửa giống như một văn bản riêng biệt. Chúng ta có thể thay đổi về kiểu chữ, màu chữ, cỡ chữ, vân vân. Hoặc có thể xóa. Như vậy là nội dung được gõ trong bảng có thể được định dạng chỉnh sửa giống như một văn bản riêng biệt. Rồi, muốn gõ ô nào ta chỉ cần nháy chuột vào ô đó và chúng ta gõ. Chưa? Rồi, các em lại quan sát tiếp cho cô. Cột có chứa ô họ và tên của em. Các em thấy là cái độ rộng của cái cột này này nó chưa rộng nhiều, cho nên là chữ của em nó xuống dòng. Vậy có cách nào để thay đổi được độ rộng của cột hay là độ cao của hàng? Chúng ta tìm hiểu tiếp cho cô phần 2 nhỏ. Thay đổi độ rộng của cột hay độ cao của hàng. Rồi, để thay đổi độ rộng của cột hay độ cao của hàng thì các em đưa con trỏ chuột vào đường biên của cột hay hàng đó. Sau đó, các em kéo chuột sang bên trái
sang bên phải, hoặc là lên hoặc là xuống, để các em thay đổi độ rộng của cột hay là độ cao của hàng. Các em quan sát cô thực hiện. Ví dụ, cô muốn thay đổi độ rộng của cột họ và tên. Khi đó, cô chỉ cần đưa con trỏ đến cái đường biên, sao cho xuất hiện thành mũi tên hai chiều. Cô kéo sang bên phải hoặc cô kéo sang bên trái là cô đã thay đổi độ rộng của cột. Ví dụ cô muốn thay đổi độ cao của hàng này thì cô cũng đưa con trỏ chuột đến cái đường biên, cô kéo xuống hoặc là cô kéo lên. Nhớ thành mũi tên hai chiều chúng ta phải kéo được nha. Đấy là thay đổi độ cao của hàng, cách thứ nhất. Cách thứ hai là các em có thể sử dụng thước. Ví dụ cô muốn thay đổi độ rộng của cột số thứ tự, chúng ta dùng thước. Chúng ta di chuyển bao giờ thành mũi tên hai chiều và chúng ta kéo vào trên cái thước này để thay đổi độ rộng của cột. Hoặc thay đổi độ cao của hàng, chúng ta để ý thước và chúng ta kéo. Đó là cách thứ hai. Và có một cách là chúng ta có thể thay đổi độ rộng của cột bằng cách nháy đúp chuột. Cũng đưa con trỏ chuột đến đường biên của cột, các em nháy đúp hai lần cho cô. Nháy đúp hai lần. Thì khi đó sẽ tự động thay đổi làm sao cho cái cột đó vừa với cái nội dung mà các em gõ. Được chưa? Và phần này lưu ý cho cô, khi chúng ta thay đổi độ rộng của cột thì chúng ta thay đổi từ bên trái sang bên phải. Có nghĩa là chúng ta thay đổi từ cột bên trái lần lượt sang đến cột bên phải. Chúng ta không thay đổi từ cột bên phải đầu tiên. Chúng ta thấy nó hợp lý rồi, chúng ta lại thay đổi tiếp các cột tiếp theo. Ví dụ đây, thì các em thấy cái cột này lại thay đổi tiếp, đúng không? Như vậy là thay đổi làm sao hợp lý nhất là chúng ta thay đổi độ rộng của cột theo thứ tự từ bên trái, cột bên trái này, đến cột bên trái tiếp, từ bên trái sang bên phải, để tránh trường hợp chúng ta phải thay đổi nhiều lần. Được chưa? Rồi, tiếp theo, chúng ta thấy có một cái cột số thứ tự ở đây, trước cột họ và tên. Vậy làm thế nào mà cô chèn được thêm một cái cột số thứ tự trước cái cột họ và tên? Hay là khi đó cô phải gõ lại? Nếu như cô chưa gõ cột họ và tên, chúng ta tìm hiểu tiếp cho cô. Ba nhỏ, chèn thêm hàng hoặc cột. Thì để chèn thêm hàng hoặc cột, chúng ta cũng làm hai bước. Bước 1, đưa con trỏ soạn thảo vào ô trong bảng. Bước 2, chúng ta chọn trên cái giải lệnh con của giải lệnh Table Tool các lệnh để chèn hàng hoặc là cột. Đó, chọn giải lệnh con. Và chú ý cho cô, Insert Above là chèn thêm một hàng vào phía trên. Insert below là chèn thêm một hàng phía dưới. Insert net là chèn thêm một cột ở bên trái. Và insert right là chèn thêm một cột vào bên phải. Bên trái hay bên phải, bên trên và bên dưới là căn cứ vào cái ô chúng ta chứa con trỏ soạn thảo nha. Rồi, vậy cách thực hiện như thế nào? Ví dụ cô chèn thêm một cột nữa vào trước cột địa chỉ. Khi đó cô vào, cô đưa con trỏ soạn thảo vào một ô trong bảng, chọn layout. Và chúng ta chú ý là chèn thêm một cột trước đó là ở phía bên trái. Cô nhấn vào insert nè. Được chưa? Và cô gõ nội dung, ví dụ đây là lớp chẳng hạn. Thì các em thấy các độ rộng của cột đã thay đổi, thì các em khi đó lại chỉnh sửa lại các độ rộng của cột cho cô, sao cho nó hợp lý. Cô hay dùng thước, một số em thì có thể để đây để chúng ta kéo, vân vân. Chưa? Hoặc cô có thể chèn thêm một dòng thêm, ví dụ như giữa Lê Ngọc Mai, thêm một dòng trắng ở phía dưới Lê Ngọc Mai. Khi đó cô cũng chọn vào đây, Insert Pin. Như vậy là cô đã chèn thêm được một hàng. Vậy thì giả sử cô muốn xóa một cột, một hàng mà cô không dùng nữa, thì cô làm như thế nào?
Chúng ta lại tìm hiểu tiếp cho cô. Bốn nhỏ, xóa hàng hoặc cột. Rồi, để xóa hàng hoặc cột, chúng ta cũng đưa con trỏ soạn thảo đến một ô trong bảng mà chúng ta. Khi đó sẽ xuất hiện layout. Giờ lệnh con layout. Chúng ta sử dụng lệnh delete cho cô. Và chú ý cho cô, xóa hàng chúng ta sử dụng delete row, xóa cột delete column, xóa bảng delete table. Các em quan sát cô thực hiện. Ví dụ cô muốn xóa cột số tự này đi, thì cô đưa con trỏ soạn thảo đến một ô trong cột đó, cô chọn layout, chọn vào lệnh delete, delete column và xóa, xóa cột. Muốn xóa một hàng, ví dụ hàng trống giữa hai cái hàng này, thì cô cũng đưa con trỏ vào đó và cô chọn delete row. Xóa bảng thì làm sao? Chúng ta cũng đưa con trỏ vào ô trong bảng và chọn delete table. Và khi chúng ta xóa nhầm thì có thể phục hồi lại bằng nút undo. Thì đó là một số lệnh xóa hàng, xóa cột và xóa, xóa bảng. Như vậy, nội dung của bài học hôm nay cần nhớ cho cô cách tạo bảng, cách thay đổi độ rộng của cột, độ cao của hàng, cách chèm tên hàng, cột, cách xóa hàng hoặc là cột. Rồi, bài tập vận dụng hôm nay, các em thực hành cho cô bài số 9 phần 2A, tạo danh bạ riêng của A của em. Và trong phần này thì chú ý cho cô có một cái yêu cầu là hãy điền tên của các bạn của em vào bảng theo thứ tự chữ cái để dễ làm. Thì cái phần này chúng ta không cần thực hành, mà chỉ cần tạo cho cô cái bảng này là được nha. Rồi cô hướng dẫn qua này. Ví dụ muốn tạo một cái bảng như thế này, thì chúng ta đầu tiên là đếm cho cô có bao nhiêu hàng hoặc cột. Ví dụ ở đây là 4 cột. Mấy hàng? 6 hàng chẳng hạn. Chúng ta vào insert này, table, chọn 6 hàng. Số 6 chưa? Rồi, đây là, cô xin lỗi, 4 hàng, 4 cột. Cô xin lỗi nha, là 4 cột đúng không? Và mấy hàng? 6 hàng, kéo xuống dưới 6. Rồi, ok. Sau khi tạo bảng xong rồi, chúng ta gõ bình thường họ và tên nè, địa chỉ này, vân vân. Cái này các em gõ cho cô nha. Gõ xong hết rồi thì các em mới định dạng cho cô. Ví dụ đây là màu chữ màu vàng, chúng ta vào home và chọn cho cô là màu, màu nền. À, màu đen, chữ là màu đen đúng không? Rồi, ví dụ màu nền là màu vàng. Đó. Hoặc ví dụ đây là căn giữa. Chưa? Rồi, nhớ gõ hết rồi mới định dạng cho cô nha. Thì đó là cô hướng dẫn qua chúng ta làm. Nhớ cái phần điền tên các bạn thì cái phần này không phải làm nữa nha. Rồi, cái nội dung chính ghi bài hôm nay, các em nhớ ghi cho cô là chủ đề trình bày cô đọng bằng bảng. Và có một số phần đã trong sách giáo khoa có rồi, cô chúng ta bạn nào có sách thì không phải ghi nữa nha. Ví dụ như cái phần 2 nhỏ sách giáo khoa trang 140. Nhớ ghi nội dung chính của bài cho cô, 1 nhỏ, 2 nhỏ nè, 3 nhỏ, 4 nhỏ cho cô. Chưa? Còn phần hướng dẫn tự học, các em phải hiểu cho cô cái nội dung trong bài và ghi nội dung của bài, chủ đề trình bày cô đọng bằng bảng vào trường vở cho cô. Và đối với các em có máy thực hành thì thực hành bài 2A trang 138 là cái bài mà chèn hình ảnh để minh họa ấy. Và bài học bài hôm nay là bài 2A trang 144. Thì cái bài 2A trang 144 thì chúng ta không cần làm thêm cái phần gõ nội dung trong bài nha. Và các bài này cũng với các bài trước đó các em hoàn thiện tiếp cho cô, vì có một số bạn chưa làm bài thực hành ở các video đợt trước thì hoàn thiện cho cô nha. Còn đối với các bạn không có máy thực hành thì Hoàn cũng hoàn thiện các tiếp các bài tập ở video trước và vở cho cô, và làm tiếp cho cô bài 1 nhỏ 2 nhỏ này vào trong quyển vở. Cái 1 nhỏ 2 nhỏ là trả lời câu hỏi cho cô thôi, bởi vì chúng ta không có máy nha, để chúng ta biết cách làm, được chưa? Rồi, và cái bài tập thực hành này chúng ta cũng gửi vào mail cho cô. Bạn nào gửi Zalo cũng được,
và nhớ hạn cuối cùng cho cô ngày 11 tháng 5. Đấy là đối với bài tập thực hành. Còn đối với cái phần lý thuyết ghi nội dung các bài và đã học và quyển vở ấy thì các em về ghi đầy đủ cho cô từ buổi đầu học trực tuyến đến bây giờ. Hạn cuối cùng, bạn nào chưa hoàn thiện thì hoàn thiện tiếp cho cô. Hạn cuối cùng là ngày 11 tháng 5. Và phần này cô sẽ kiểm tra cả thực hành lẫn lý thuyết, làm đầy đủ cô sẽ cộng vào điểm miệng. Được chưa? Rồi, tiếp. Có một cái bài kiểm tra trắc nghiệm trực tuyến cái ngày 27 tháng 4 á, là cô sẽ lấy vào cột điểm hệ số 1. Có một số bạn vì một lý do chưa làm bài nên chưa có điểm, thì khi đi học lại làm bài cho cô và ôn cho cô bài 14, 15 và bài chủ đề định dạng văn bản, và cũng làm theo hình thức trắc nghiệm. Còn một số bạn muốn cải thiện cái điểm của mình á, do một số lý do á, thì cũng về học cho cô học bài 14, 15 chủ đề định dạng văn bản và cũng làm theo hình thức trắc nghiệm khi đi học lại. Chưa? Như vậy là bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Cô chúc tất cả các em mạnh khỏe, học tập tốt, tiến bộ. Cô thân mến, chào tất cả các em.